Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 4 trang 24 đến trang 27 sách cánh diều. Bài 6: Vai trò của không khí và bảo vệ môi trường không khí. Thì ở bài học số 6 này chúng ta sẽ giải thích được cái vai trò của không khí đối với sự cháy, trình bày được vai trò của không khí đối với sự sống, giải thích được nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí, sự cần thiết phải bảo vệ môi trường không khí, thực hiện được việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường không khí và vận động những người xung quanh cùng thực hiện. Câu hỏi mở đầu. Khi thổi không khí vào bếp than hoặc là bếp củi thì lửa sẽ cháy to hơn hay là nhỏ đi, vì sao? Thì khi chúng ta thổi không khí vào bếp than hoặc là bếp củi thì lửa sẽ cháy to lên, vì việc làm này sẽ cung cấp thêm khí oxy cho sự cháy. Một nhỏ vai trò của không khí. Không khí cần cho sự cháy. Khí oxy duy trì sự cháy, nếu không có khí oxy thì không có sự cháy. Thực hành thí nghiệm, chuẩn bị 3 cây nến A, B, C giống nhau và 2 cốc thủy tinh có kích thước khác nhau. Tiến hành đốt cho 3 cây nến cháy, sau đó đồng thời úp cốc thủy tinh lên cây nến B và cốc thủy tinh to lên cây nến C hình 1. Quan sát và cho biết cây nến nào cháy lâu hơn, giải thích kết quả. Như vậy thì các em sẽ tiến hành thí nghiệm rồi sẽ giải thích cái kết quả. Thì chúng ta thấy là cây nến A cháy lâu hơn cây nến A, bởi vì cây nến A được cung cấp không khí dồi dào nên sẽ cháy cho đến khi hết nến. Còn cái cây nến B thì sẽ như thế nào? Cần phải làm gì để duy trì sự cháy đối với các cây nến B và C, vì sao? Thì chúng ta cần loại bỏ các cốc thủy tinh đang úp lên cây nến B, C để chúng nhận được nguồn không khí bên ngoài. Vì khi có không khí thì các cây nến sẽ duy trì được sự cháy cho đến khi hết nến. Luyện tập. Trong các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy thì người ta sử dụng chăn ướt chụp lên đám cháy để dập lửa. Hãy giải thích vì sao có thể dập lửa như vậy. Thì khi chúng ta dùng chăn ướt chụp lên đám cháy sẽ ngăn cho ngọn lửa tiếp xúc với không khí, khiến cho ngọn lửa bị tắt. Ngoài ra, chăn ướt còn có tác dụng giảm nhiệt độ của đám cháy khiến chúng được dập tắt nhanh hơn. Tiếp theo, không khí cần cho sự sống. Thì không khí có cái vai trò quan trọng đối với sự sống. Khí oxy trong không khí cần cho hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật. Khí carbonic cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Câu hỏi quan sát trình bày vai trò của không khí đối với đời sống. Các em quan sát hình 2 dưới đây. Thì chúng ta thấy là không khí có vai trò quan trọng đối với sự sống. Khí oxy trong không khí thì cần cho sự hô hấp của con người, động vật và thực vật. Khí carbonic thì cần cho cái quá trình quang hợp ở thực vật. Tiếp theo, luyện tập nêu ý nghĩa của mọi việc làm trong các hình dưới đây. Hình 3 sử dụng quạt thông gió cho nhà kính để trồng cây. Hình 4 sử dụng bình có chứa oxy khi lạnh. Như vậy, hình 3 thì chúng ta thấy cái việc sử dụng quạt thông gió. Các em quan sát đây có những cái quạt thông gió cho nhà kính để tạo cái hiệu ứng làm mới không khí ở trong nhà kính này, đảm bảo không khí đi từ ngoài
có thể vào trong nhà kính và ngược lại, từ đó cung cấp đủ lượng khí oxy cho các cây phát triển và thải khí carbonic ra bên ngoài. Còn ở hình 4, sử dụng bình chứa oxy khi lặn là để cung cấp oxy cho sự thở của người thợ lặn. Như vậy, không khí có vai trò duy trì sự cháy và duy trì sự sống. Hai nhỏ, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Câu hỏi quan sát, nêu nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm trong các hình dưới đây. Các em quan sát hình 1 thì ở đây có khí thải từ khói của các nhà máy chưa qua xử lý nè. Rồi hình 6, tôi xin lỗi, ở đây hình 5 thì các em thấy là khí thải từ khói của các nhà máy chưa qua xử lý. Rồi hình 6 ở đây là khí thải từ khói của các đám cháy rừng. Rồi hình 7 là khí thải từ các phương tiện giao thông. Và hình 8 là rác thải trong sinh hoạt phân hủy làm ô nhiễm cái không khí. Như vậy, nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm trong các hình thì hình 1 là nguyên nhân khí thải từ hình 6, hình 5 thì khí thải từ khói của nhà máy chưa qua xử lý, hình 6 là khí thải từ khói của các đám cháy rừng, hình 7 là khí thải từ các phương tiện giao thông, hình 8 là rác thải trong sinh hoạt phân hủy làm ô nhiễm không khí. Hai nhỏ, kể những nguyên nhân khác gây ô nhiễm không khí. Thì ngoài các nguyên nhân trên thì chúng ta còn có các nguyên nhân khác như là ô nhiễm từ bụi gió. Gió là một trong những cái nguyên nhân chính gây nên ô nhiễm môi trường không khí. Khi mà các bụi, chất độc hay là mùi hôi thối bị gió đẩy đi hàng trăm km, điều này làm lan truyền ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sinh thực vật và con người. Núi lửa phun trào, ví dụ như ở đây núi lửa phun trào thì các khí metan hydrosulfur nằm sâu trong các tầng dung nham hàng trăm năm. Tuy nhiên khi núi lửa phun trào sẽ giải phóng chúng khiến không khí trở nên ô nhiễm nặng. Bão, lốc xoáy làm cho bụi, chất độc, rác thải bị gió lốc đẩy đi hàng trăm km. Câu hỏi, điều gì có thể xảy ra đối với con người, động vật và thực vật khi sống ở môi trường không khí bị ô nhiễm? Thì ở những nơi mà không khí bị ô nhiễm thì khi trời mưa, những chất độc hại có trong không khí đã hòa tan vào nước mưa. Nước mưa bị ô nhiễm rơi xuống gây hại cho con người và những cái sinh vật sống trên cạn và dưới nước. Luyện tập 1. Nhận xét về môi trường không khí nơi em sống. 2. Là nêu một số nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở địa phương. Thì ở câu số 1 chúng ta tự nhận xét về môi trường không khí nơi mình sinh sống. Rồi một số nguyên nhân có thể gây ô nhiễm không khí ở địa phương đó là ví dụ như từ khí thải từ các phương tiện giao thông như là xe máy, ô tô, khí thải từ các bãi tập kết rác của địa phương. Rồi khí thải từ các nhà máy nè, bụi từ các công trình xây dựng vân vân. Thì ở những nơi không khí bị ô nhiễm khi trời mưa thì những chất độc hại có trong không khí sẽ hòa tan vào nước mưa. Nước mưa bị ô nhiễm sẽ rơi xuống gây hại cho những sinh vật sống trên cạn và dưới nước. Ba nhỏ, bảo vệ môi trường không khí. Câu hỏi, vì sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường không khí? Thì sự cần thiết phải bảo vệ môi trường không khí là bởi vì không khí có vai trò quan trọng đối với sự sống của con người, động vật và thực vật, rồi với sự cháy. Rồi nhiều nơi không khí bị ô nhiễm trầm trọng. Rồi không khí bị ô nhiễm gây hại cho sức khỏe con người, động vật và thực vật.
Tiếp theo câu hỏi, nêu những việc làm phù hợp để bảo vệ môi trường không khí. Thì những cái việc làm bảo vệ môi trường không khí đó là chúng ta tăng cường đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh. Luyện tập 1. Em và gia đình. Em, gia đình và địa phương nơi em sống đã có những hoạt động gì để bảo vệ môi trường không khí? Thì một số hoạt động đó là chúng ta tăng cường đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, trồng nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi. Rồi, hai là chúng ta chọn một trong những cái chủ đề sau để vận động những người xung quanh tham gia bảo vệ môi trường không khí. Đó là chủ đề tăng cường đi bộ, xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tham gia bảo vệ và trồng cây xanh, tham gia phong trào vệ sinh nơi ở và công cộng. Thì các em sẽ tự chọn chủ đề cho mình. Khói bụi thải ra từ nhà máy, các phương tiện giao thông, công trình xây dựng khi bốc lên từ những bãi rác, sông, ao, hồ bị ô nhiễm là những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Thì để bảo vệ môi trường không khí thì chúng ta cần trồng nhiều cây xanh, tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng, vệ sinh nơi ở và nơi sinh hoạt chung.